Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hoàng Linh rất vui được đồng hành cùng quý vị và cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Không chỉ chăm lo đời sống của bà con Việt tại Đức, cuối tuần qua, cộng đồng Việt tại Đức cũng đồng hành với các tổ chức, cá nhân trong nước, tham gia cứu trợ đồng bào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Bà con người Việt ở Đức đã kịp thời vận động quyên góp để gửi về giúp đỡ các tỉnh miền Trung. Chỉ trong mấy ngày cuối tuần, số tiền quyên góp đã thu được khoảng hơn 26.000 euro và dự kiến sẽ còn tăng trong thời gian tới. Bà con cộng đồng người Việt Nam ở Đức ấy là luôn luôn có cái tinh thần đoàn kết hướng về quê hương đất nước. Mà nhất là trong thời gian qua thì theo dõi trên báo chí và đài truyền hình, chúng ta thấy rằng bà con miền Trung, các tỉnh miền Trung gặp rất nhiều khó khăn về lụt bão. Nên là tôi cũng cùng với một số hội đoàn đã đứng ra tổ chức ban tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Tôi xin thay mặt ban tổ chức kêu gọi tất cả các hội đoàn, các cá nhân, tập thể và doanh nghiệp hãy hết lòng vì miền Trung. Và để tiếp tục ủng hộ cho đồng bào vùng bị bão lũ, nhiều hội đoàn người Việt tại Đức như Hội Người Hải Phòng tại Đức và Hội Thiện Từ Tâm đã kêu gọi các hội viên khẩn trương tham gia cứu trợ miền Trung. Vừa rồi thiệt hại rất lớn do cái lũ lụt và tôi phải nói là rất là vui mừng thấy ở Cộng hòa Liên bang Đức này cộng đồng người Việt chúng ta đã rất là chủ động nêu ra cái việc quyên góp đồng bào chúng ta, đặc biệt là ban tổ chức này thì các anh các chị đã phát động phong trào rất là sớm và đã nhanh chóng nhận được cái sự ủng hộ rộng rãi của bà con chúng ta ở đây cũng như là các cái hội đoàn ở đây. Chúng ta vận động tới đông đảo nhất có thể bà con mình ở bên này, kể cả các bạn Đức mà có thân thiện với chúng ta, những ai có tấm lòng chúng ta cũng hoan nghênh. Chúng ta không chủ động kêu gọi các bạn Đức, nhưng nếu ai mà họ biết những chuyện này họ sẵn sàng chúng ta hoan nghênh họ. Nhưng sẽ rất là tốt nếu như chúng ta có thể thống kê và tập hợp lại được con số để thấy rằng là cộng đồng kiều bào người Việt mình ở Đức cho đến thời điểm là đóng góp được khoảng bao nhiêu cho các anh, mong các anh như tất cả mọi là hưởng những cái sáng kiến đó có thể là tập trung lại và chúng tôi cho cái địa chỉ để các anh các chị ở các nơi để báo cái con số từng hộ đoàn tập hợp được. Để trên cơ sở đó thì sĩ quan báo về nhà và báo cho báo chí là từng hộ đoàn bao nhiêu, toàn nước Đức này đang đóng góp được bao nhiêu và từng hộ đoàn bao nhiêu. Như anh Hiền trong lời kêu gọi nói công khai minh bạch tất cả những con số thông báo đến những cái địa chỉ rất cụ thể và với những cái sự minh bạch tối đa hoàn toàn như thế để thông báo những con số đó được gửi đến đâu để hoặc là những cái địa chỉ những tài khoản của các cơ quan trung ương để tiếp nhận cái viện trợ này, cái hỗ trợ này. Thì cuối cùng xin đánh giá rất là cao một lần nữa cái nỗ lực của các anh các chị ở đây, những người đúng là có tâm với đất nước, có tâm với cộng đồng, có tâm với bà con trong nước, tự nguyện đứng ra tổ chức những hoạt động quyên góp để hỗ trợ bà con mình trong nước. Và tôi mong rằng là chúng ta ở đây không chỉ lần này mà sẽ còn bằng nhiều những hành động khác nữa để chúng ta tiếp tục hỗ trợ bà con lần này, chúng ta sẽ cùng tay nhau để mà phát triển cái cộng đồng chúng ta cũng như là xây dựng quê hương đất nước chúng ta. Và lúc này thì trước hết là tập trung giúp đỡ những người đang còn lại. Hôm nay cảm ơn tất cả các anh. Thực ra mà nói sự đóng góp của đài truyền hình báo chí là vô giá, chúng ta không tính được. Nhưng nếu không có các ngài thì chắc là bà con cộng đồng cũng không biết được chúng ta đang làm gì, chúng ta đang hoạt động như thế nào. Và cái sự thành công của cái cuộc vận động này tôi nghĩ là vô cùng là hạn và hạn chế nếu như không có báo chí và truyền hình. Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức trân trọng cảm ơn các ngài, những người đã viết báo, làm truyền hình và quảng cáo về các hoạt động của cộng đồng. Cảm ơn anh Cường. Tôi vui kiệt. Đến ban tổ chức đặt quyên góp được 9.380 đồng. Hôm sinh nhật anh Kiên, anh Kiên đã kêu gọi được 5.500 đồng. Hồi Nghệ An và hồi vốn Berlin và Tên Quốc đóng góp 5.000, tổng là 15.767 đồng. Hôm nay quản trị nhánh của Hồ Sen Vang 2.000, tổng thu được hôm nay là tổng kết từ hôm đầu đến giờ là 40.057 đồng.